Và chúng ta tạo một phương thức mới này, sau đó có cái nội dung về bước 1, bước 2, 3 cắt hết đi. Từ sau cái phần từ bắt đầu từ bước 1 này. Ctrl M O thu nhỏ đây này. Đây nhỉ, M O đây. À nó không thu được. Đấy, bước 1 này, bước 2 này, bước 3 này, ok chưa? Cả mấy cái bước 1, 2, 3 này chúng ta copy hết vào. Thậm chí cả phần div ở đây này, cắt luôn đi. Ok chưa? Paste vào trong cái phần sort ASC by column row này. Paste vào đây. Được chưa? Đây. Bước 1, bước 2, 3 cả cái phần div lên dưới đó, cho hết trong cái method của viết này. Sau đó cái main chúng ta chỉ gọi cái method thôi. Sort ASC by row column chuyển bằng A. Thế là xong. Thì nó gọi. Bây giờ mình sẽ làm cái bài tìm phần tử yên ngựa, tức là điều kiện của nó là lớn nhất trên hàng và nhỏ trên cột. Thì chúng ta sẽ phải viết hai cái phương thức, một cái là tìm lớn trên hàng, một cái là tìm nhỏ trên cột. Ok không nhỉ? Mình sẽ viết hai phương thức trước nhá. Đây. Đây thu nhỏ hết một cái đống, Ctrl MO này, thu nhỏ hết đống này phải. Ok chưa? Đây. Chúng ta viết một cái static ngay bây giờ cái sort kìa. Đây là static này. Trả về kiểu số nguyên, đây là một số. Thì đây chính là một cái gọi là file min column, đây là tìm nhỏ nhất trên cột, chuyển là một cái mảng hai chiều A, và sau đó cái column ở đây viết tắt là column được, cột được, ok nhỉ? Column này viết tắt là col này, đây là file min value con đủ được chưa nhỉ? Thì chúng ta trả viết kiểu trả về phải void mà chưa có return nó sẽ báo lỗi, cái đấy không bình thường, không phải lo điều gì cả, đây là báo lỗi này, kệ nó thôi, tính viết là hack trên lỗi. Xong hết chưa nhỉ? Thành minh xong chưa? Xong Thành. Lần nhắc lại nhá. Cái tìm phần tử nhỏ nhất cho cột này thì chúng ta sẽ truyền vào cái cột cần tìm, và lúc này cái hàng ta sẽ chạy, hàng sẽ chạy từ không. Do vậy chúng ta sẽ khởi tạo cái min bằng a không gì. Tiếp đến chúng ta vòng nạp chỉ chạy cho hàng thôi. Hàng sẽ chạy bắt đầu y từ 1 bởi vì không đã lấy vào thằng đầu tử cho min rồi, không có chạy không nữa. Và vẫn nhỏ hơn a chấm cách lên không bình thường. Sau đó y cộng cộng lên. Và chỗ này nếu min là thằng nhỏ nhất mà vẫn còn lớn hơn thằng i gì nào đấy thì sẽ phải gắn lại giá trị cho thằng min này. Sau cái vòng lặp này, chúng ta sẽ được min ở giá trị nhỏ nhất trên cái cột di chuyển vào, và ta return tức là trả về giá trị cho cái phương thức tìm min này. Thế là xong. Như vậy là chúng ta đã xong được cái phương thức tìm nhỏ nhất trên cột này. Tiếp theo này, ta viết một cái nữa, đó là phải tìm lớn nhất trên hàng static này, in này, file max on row, ok chưa? Phải max row được chẳng ngắn gọn. Vẫn tương tự như trên này. Row thì chúng ta sẽ hàng chỉ số là y. Được chưa nhỉ? Nhớ viết xong bắt đầu chúng ta mới thêm dán nhãn và thêm cái ba sược này vào. Khi viết xong file max row rồi, nhấn ba gạch phát nó tự động xin đến cái đống ngoằng ngoằng này. Và ta sẽ ghi là file max new on row. Đấy. Chúng ta xem lại này, nếu trước chúng ta tìm nhỏ nhất trên cột, chúng ta sẽ cố định giá trị của cột. Bây giờ tìm lớn nhất trên hàng, chúng ta cũng thường tương tự. Chúng ta sẽ tìm cái giá trị max này. Đây của mình ổn, tắt này. Max chúng ta sẽ cố định, tức là có hai chỉ số y, thì giờ chúng ta sẽ có sẵn y rồi, vậy chúng ta y giữ nguyên, và chúng ta sẽ chỉ thay đổi cái gì thôi. Y sẽ khởi tạo bằng không ở đây, ok nhỉ? Tức là tìm sẽ lớn nhất trên cái hàng này bao nhiêu. Nên ta sẽ khóa cái hàng và chạy cho cột. Đấy. Nên ta sẽ chạy cột này. J này. J nhỏ hơn A.getName1. Ok chưa? Và chỗ này chúng ta J lấy giá trị 0 ở trên tương tự như cái phần hàng rồi. Chúng ta sẽ cho J chạy từ 1. Được chưa nhỉ? Max được gắn bằng A, Y0. Khởi tạo. Sau đó từng phần tử chúng ta chạy cho cái cột đấy, chúng ta sẽ chuyển kiểm tra xem nó có phải lớn nhất không, tức là nếu như max mà vẫn còn nhỏ hơn một thằng a easy nào đấy này,
Thì đấy không phải phần tử nhỏ nhất thật, chúng ta sẽ phải gắn là AEG mới nào. Ok chưa? Sau cái vòng nạp này chúng ta sẽ có giá trị max là phần tử lớn nhất trên cái hàng y chuyển vào này. Ok các anh đi. Hân minh xong chưa nhỉ? Ok. Đây như vậy chúng ta đã viết xong hai cái này. Lớn trên hàng nhỏ trên cột rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm phần tử yên ngựa. Đây, bây giờ viết một cái mới static này, in là tìm phần tử yên ngựa. Truyền là một cái mảng hai chiều A nó gợi ý luôn này. Được chưa? Đó xong là tìm phần tử yên ngựa. Đây. Cái này chúng ta viết dạng trả về như kiểu in, nhưng chúng ta tìm cái phần tử thỏa mãn ta sẽ return luôn. Ok nhỉ? Thì chúng ta sẽ làm hai vòng nạp không? A chấm get này không này. Ơi, A chấm get này một này. Nó vẫn đó nước của tôi nè, em đó nước của tôi nè. Bảo mẹ Nhung. Bảo mẹ Nhung ơi. Đây chúng ta chuyển hai vòng nạp này. Easy như thường này. Bây giờ kiểm tra nếu như có một phần tử AIG nào đấy, tức là AIG này. Đây. AIG này. Lớn nhất trên hàng tức là bằng max. Bằng là 2 số bằng file max row. Bằng lớn trên hàng. Ok rồi nhỉ? Và nhỏ trên cột tức là bằng AEC nó bằng bằng với cái thằng file min column này. Đây nghe nghe có nghĩa là nếu như thằng AEC bằng lớn nhất trên hàng và bằng nhỏ nhất trên cột thì cái thằng này chính là phần tử yên ngựa. Để cho nhỉ, lúc này chúng ta sẽ return cái AEC. Ok các anh đi. Này. Nên là chúng ta sẽ return không. Thế ra cái này chắc chắn nó sẽ chạy vào trong cái if này, bởi vì kiểu gì cũng có thằng lớn nhất trên hàm trên cột. Ok, các anh lên nhỉ? Alo, xong hết chưa nhỉ? Alo, nghe rõ ngay chưa? Xong hết chưa nhỉ? Ok. Giờ chắc chạy thử thôi. Đây cái này chúng ta trả về kiểu in thì cái chỗ mất chương trình chính ta sẽ phải khai báo một cái số đây. Ví dụ yên ngựa này. Đây là phần tử yên ngựa này. Đây sẽ bằng tìm phần tử yên ngựa. À ok chưa? Phần tử này thêm đô la trước cho nó. Đấy. Ok hết chưa anh nhỉ? Alo xong hết chưa nhỉ? Rồi chạy thử xem nào, ok chưa? Này chạy thử này. Nhập số hàng này. Yên ngựa là 2. 2. Ok, 2. Lớn nhất trên hàng này, nhỏ trên cột. Cái nát này. Không người tuôn để các bạn chơi nào. Ba. Ok đấy. Ok làm sao? Cái ma trận này chúng ta tính
thì chỉ cần biết các cái phần tử nó ký hiệu thôi, tức là hàng chỉ số cột nó chạy thế này, không không này, không một không hai này, một không và một một hai này, đấy. Cái này là toán cao cấp sẽ được học, nó không cần phải biết sâu đâu. Cái này chúng ta chỉ cần biết điều kiện phần tử được chéo chính là thằng không không này, một một này, hai hai này, thì chúng ta sẽ duyệt hai cái vòng lặp khi mà chỉ số hàng cột bằng nhau, chúng ta tính vào tổng, ok nhỉ? Đây chéo chính này, chính là y bằng g, ok chưa? Chéo chính thôi cho dễ. Chúng ta sẽ tính tổng vòng lặp a chấm cách này không. Thì a chấm cách ngang 1. Đấy, chúng ta tính vào tổng điều kiện này. If y bằng g nhưng phải hai dấu bằng. Chúng ta sẽ sum cộng bằng với AZ. Ctrl KD format sang đây. Ok chưa? Xong thêm là thông báo ngoài cùng. Ở ngoài hai vòng nằm này, chúng ta hiển thị ra tổng đường chính là này thôi. Chúng ta gọi bên dưới này thôi. Đây. Đây ghi là tổng đường chéo chính gọi này truyền bảng A là sao? Ok chưa? Đây, gọi với phương thức thế này thôi. Đây chúng ta dùng dạng void thì chỉ gọi thẳng thêm phương thức truyền tham số là xong. Còn cái này là dạng kiểu về chúng ta phải khai một cái biến phụ để lấy giá trị của nó. Để dùng nhiều kiểu xen kẽ cho quen. Nhưng về sau giả sử mà người ta cần có một cái code người ta muốn dùng tổng được chéo chính mà dùng tham số cho một cái gì đấy thì chúng ta sẽ phải viết giống như phần tử yên ngựa này, phải trả giá trị về chứ không viết theo kiểu void, ok nhỉ? Ở đây chúng ta chưa cần dùng cho cái chỗ khác, người ta viết kiểu void được mà dùng y cũng được, ok khác đi. Đây tùy trường hợp nhá, nên ta phải cân nhắc xem có cần trả về hay không, là tùy vào cái nhu cầu mình viết để làm cái gì đấy nhỉ. Ví dụ trường hợp lúc trước là tìm phần tử yên ngựa mà có cái phần tìm max với tìm min thì bắt buộc phải trả về giá trị, không thể void được, ok các anh đi. Có nên là nó độc lập chúng ta viết kiểu gì cũng được. Sao hết rồi nhỉ? Rồi chạy thử thôi. Chạy thử à, ba dễ. Tổng chéo chính là 30. Ok chưa? Chéo chính đây. 23 này. 6 này. 1 là 7. 7 cộng 23 30. Ok đấy. Rồi chạy hết các anh đi.